Đấy, bãi biển Đồ Dương, Phan Thiết. Quay phim rồi, giờ em với mấy đứa nhỏ vào tắm rửa nên ra anh tắm xong rồi anh vô. Thôi tắm đi đâu cần đâu. Phải cần đi để vô cắt đồ đi để tắm luôn hả? À. Đâu cần nhưng đâu. Nhưng mà giờ biết bên giờ là mấy giờ không? Mấy giờ? À. Sớm nè. Anh vô anh cắt đồ đi. À, đâu anh chịu vô. Nó đòi vậy giờ anh vô anh cắt đồ đi rồi. Thì giờ quay phim một chút xíu rồi ra cắt đồ. Tại giờ phải gửi chìa khóa phòng anh Tiên Hiếu, anh Hiếu. Giờ 9:15 rồi đó. 9:15 phút rồi đó. Để tay nước muối, cầm dưới này, cầm dưới. Cầm đó, cầm phải cầm ngay máy không cầm. Rồi. Rồi nắng quá ta. Nắng chứ. Đâu mà muốn nó nói vậy đâu. Nó chừng bấm ơi. Kéo nè. Không chịu đi vô. Các em này muốn đòi tắm không chịu đi vô. Rồi. Rồi, quay tèo ra xa kìa, tèo đằng đằng xa nè. Rồi, bố đi vô ấy đi. Rồi, bố đi vô đi, thay quần áo đi. Chung xíu. Ra tắm. Đầy mùi vị của biển khơi. Lên quay chút hình ảnh của loài rau muống biển. Đây là loài rau muống biển có rần vươn lên rất xa trên cát, mà cát thì rất là nóng. Wow. Tinh thần chịu đựng rất là cao, cát thì nóng mà vẫn cố gắng mà sống. Ngó
rần ở vừa cố vườn mà chạy. Bên này còn nhiều hơn nữa. Rau này có ăn được không vậy bác? Rau này có ăn được không vậy? Rau này mà. Rau muống biển này nó có ăn được không? Mình ăn sống nhưng mà thỏ ăn được mà mình ta uống được mà. Thỏ ăn được hả? Mà mình uống nước được mà. Đúng nước uống hả bác? Uống nước thôi. Giống như thay trà vậy thôi. Không, cái này ta làm thuốc. Thuốc hả? Ta là... Bác biết thuốc gì không? Thuốc đau nhức mổ này. À vậy á. Có sấy khô không hay là chỉ đun nước như nó uống trà thôi? Sắc cà phê. Sắc cà phê à? Cảm ơn bác. Thấy nó đẹp em không biết làm gì. Cáp treo bên kia là khách sạn Bình Minh ơi, tí tèo nghỉ qua đêm, một đêm chưa đủ phải hai đêm mà cũng chưa đủ đến giờ phải đi về rồi mà vẫn còn tiếc nuối mùi nó mắm Phan Thiết. Mấy cây phi lao, mấy cây dương rất là cao, rất là đẹp. Này ít quá chứ đến trồng nhiều đến lúc mà nó có gió nó rú cho mà nghe. Rồi, close up thêm một lần loại hoa muống biển. Thể hiện tinh thần chịu đựng rất cao, không biết chữa bệnh gì không biết, nhưng mà thỏ ăn được, nhưng mà ở đây tối thì không thấy thỏ, chỉ thấy con chuột còn to hơn thỏ nữa. Trên một bãi cát trắng có một loại rau sống được, mát con mắt, cỏ chưa chắc nó lên được mà loài rau này lên được là chứng tỏ là sức sống còn mạnh hơn cỏ. Một loại rau
một loài rau dại thể hiện tinh thần chịu đựng của dân tộc Việt Nam. À, ok vậy thôi. À, xin ngừng lại đây.